Sáng ngày 23 tháng 2, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm hai ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm đang mất tích trên biển. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 2, tàu cá QNG 11126TS do ngư dân Nguyễn Đảm, 57 tuổi, ngụ xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi làm thuyền trưởng bị tàu khác đâm chìm ngoài biển. Thời điểm bị tai nạn, trên tàu có 9 ngư dân. Tai nạn bất ngờ, tàu cá bị phá nát, chìm xuống biển, cả chín ngư dân lao xuống biển thoát thân. Rất may, ngay khi xảy ra tai nạn, một tàu gần đó phát hiện sự việc, đã tiếp cận và cứu được 7 ngư dân đưa về bờ. Dù cố gắng tìm kiếm thêm hai ngư dân còn lại nhưng không được, tàu này đành phải đưa 7 ngư dân gặp nạn vào bờ cấp cứu vì có nhiều người bị thương nặng sau tai nạn. Ông Danh cho biết thêm, sau khi các ngư dân vào bờ, cơ quan chức năng và người thân đã hỗ trợ đưa 7 ngư dân đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Tuy nhiên, ngư dân Phúc, 42 tuổi, xã Tịnh Kỳ đã tử vong. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi đang cử ông Nguyễn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi đến hiện trường, phối hợp chỉ đạo lực lượng đến vị trí tàu gặp nạn và khu vực xung quanh tìm kiếm hai ngư dân mất tích. Cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc.